Hello, ngày mới xanh, mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Khám Phá Biển TV nha. Xanh đang có mặt sau nhà để mà đi bắt ong rừng á mọi người. Dụng cụ hôm nay xanh cầm theo có một cái kéo với lại hai điếu thuốc với cái hột quẹt để mà mình phun khói cho ong nó khỏi đốt mình á mọi người, với lại một cái thố để đựng từng ong nha. Xanh mời tất cả mọi người cùng theo xanh để coi thử xanh hốt ong như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ chui vô ở trong cái rừng tràm này để mà hốt ong nha mọi người. Trong này rất là khó đi nha, tại vì cây nó rất là dày. Mọi người để ý kỹ là phía trước là một ổ ong ruồi mật nha mọi người. Từ xe xanh thấy là ổ ong này rất là to nha. Tí nữa xanh vào thổi khói thuốc để coi thử nó đúng mật chưa nha mọi người. Nếu mà nó đúng mật xanh sẽ lấy nha. Tổ ong này dường như là đầy mật luôn nha, nó đúng luôn á. Khi mình phun thuốc vào, ong nó sẽ diệt qua một bên, ló từng ra mọi người. Bây giờ mình phè thêm khói nữa cho nó bay sơ sơ ra nữa, mình sẽ cắt lấy nha.
Cũng cảm ơn hết tất cả mọi người để xem hết video này nha. Bye bye mọi người.